cái kết đắng cho anh thanh niên từng đánh thầy Minh Tuệ và bức tâm thư sám hối chân thành. Giống như cái anh hồi nãy cút đấm đó. Như thế anh thấy ông nổi trô lên, gồng lên, nghe cái băng một đệ, một đấm vào mồm, máu chịt liền. Khi đó là có cái ông già, ông đứng ông nhìn. Có một người già đi bắn chuối về sao á, đứng nhìn khi... Nhưng mà khi họ quất mình đấm mà mình không có nổi sân thật á, con nghĩ là may con học tập công đức thì con mới không từ bi được với họ. Yeah. Mình từ bi được với họ thì con thấy rất là hạnh phúc, rất là tốt. Trên hành trình tu học dài đằng đẵng, người tu sĩ không chỉ đối diện với những khó khăn nội tại, những trăn trở, đấu tranh trong lòng mình, mà còn phải đương đầu với muôn vàn nghịch cảnh từ bên ngoài. Có những chướng duyên xuất phát từ sự hiểu lầm, định kiến hay thậm chí là từ những phản ứng tiêu cực của những người xung quanh. Những điều không chỉ thử thách sự kham nhẫn mà còn là những bài học để họ rèn luyện và phát triển lòng bao dung, lòng từ bi vô hạn của mình. Những ai yêu mến thầy Minh Tuệ chắc hẳn đều biết câu chuyện thầy bị một người đàn ông đánh đến xịt máu mồm. Thay vì oán giận, điều đầu tiên thầy quan tâm không phải là vết thương của mình, mà thầy nhẹ nhàng hỏi người đánh mình, anh có đau tay không? Không dừng lại ở đó, thầy còn luôn cầu nguyện cho người đã đánh mình được vui vẻ, hạnh phúc và trên hết là có thể tu học thành Phật. Thầy tin rằng khi họ đã đạt được sự giác ngộ, họ sẽ không còn mang lòng sân hận, không còn ghét bỏ thầy hay bất kỳ ai khác. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện về sự quay đầu và hối lỗi. Đây là câu chuyện về một anh thanh niên từng mang lòng sân hận, đánh thầy Minh Tuệ, nhưng cuối cùng đã tỉnh ngộ và gửi đến thầy một bức tâm thư xin lỗi chân thành. Thầy Minh Tuệ, lúc tôi đánh thầy, thầy còn hỏi tay tôi có đau không. Người bị đánh lại đi hỏi người đánh có đau không. Tôi cùng 8 thanh niên bạn tôi có ra tay đánh thầy Minh Tuệ, nhưng sau đó gia đình tôi gặp nhiều xui xẻo. Trên đường đi khi ngồi trong xe ô tô mưa to suýt bị sét đánh. Cảm ơn thầy Minh Tuệ đã không để bụng, giờ con tin thầy là Phật Di Lặc chuyển thế. Cảm ơn Ngài đã tha thứ cho con. Thời mạt Pháp, xuất hiện nhiều tiên nhân, Phật tái thế cứu độ chúng sinh. Tí nữa tôi gặp thầy Minh Tuệ xin phước của Ngài và xin lỗi động chạm chân tay với Ngài. Thưa quý vị, những dòng xin lỗi mà chúng tôi nhận được mang theo nhiều câu từ dụng về, đầy lỗi chính tả. Thậm chí, có không ít từ ngữ trong đó khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc diễn giải chính xác ý nghĩa mà người viết muốn truyền tải. Đôi khi, những lời này thể hiện sự chân thành, nhưng vì cách diễn đạt thiếu mạch lạc đã làm mất đi phần nào sự trọn vẹn của thông điệp. Nhưng nôm na, qua những dòng xin lỗi ấy, chúng ta có thể hiểu rằng những chuyện không may đã xảy ra với người thanh niên này sau hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ khi anh ta tấn công thầy Minh Tuệ. Không chỉ riêng anh ta, mà cả gia đình cũng gặp phải nhiều xui xẻo, thậm chí có lần anh suýt mất mạng vì sét đánh. Đây là một bài học quý giá cho tất cả chúng ta về hậu quả của việc xúc phạm và phỉ báng những người chân tu. Những người tu hành chân chính như thầy Minh Tuệ không chỉ tu tập cho riêng mình mà còn vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Họ không chỉ rèn luyện thân tâm mà còn mang lại ánh sáng và sự bình an cho cộng đồng qua sự từ bi, lòng bao dung và trí tuệ của họ. Cũng như họ luôn nhận được sự bảo hộ của các bậc chư thần hộ pháp, những vị thần linh thiên che chở cho người tu đạo. Trong văn hóa tâm linh Á Đông, đặc biệt là trong Phật giáo, chư thần hộ pháp được biết đến như những vị thần bảo vệ, những hộ vệ trung thành luôn theo sát và bảo vệ những người tu hành, tránh khỏi sự quấy nhiễu của ma chướng và các thế lực xấu xa. Những vị chân tu như thầy, thông qua sự khổ hạnh, thiền định và lòng từ bi vô biên, đã tạo ra một nguồn năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ, thu hút sự bảo vệ từ những lực lượng siêu nhiên. Vì thế, những ai từng xúc phạm hay hành động sai lầm đối với các bậc chân tu sẽ sớm nhận ra. Chính sự xúc phạm đó có thể đưa chúng ta đối diện với những hệ quả tiêu cực, không chỉ từ sự trừng phạt của luật nhân quả mà còn từ việc chúng ta đã làm tổn thương những thế lực bảo hộ thiêng liêng luôn đứng về phía điều thiện lành. Thưa quý vị, luật nhân quả là một nguyên tắc bất biến trong cuộc sống, không phân biệt ai, từ người tu hành đến người bình thường. Mỗi hành động, lời nói của chúng ta đều mang theo một hệ quả. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Nếu chúng ta gieo những hạt giống tốt bằng tình yêu thương,
lòng từ bi và sự chân thành, thì trái ngọt chúng ta gặt được sẽ là niềm hạnh phúc, sự bình an. Ngược lại, khi gieo những suy nghĩ tiêu cực, hành động ác ý, chúng ta sẽ phải đối diện với những đau khổ, khó khăn trong tương lai. Hãy chọn gieo những hạt giống tốt lành ngay từ bây giờ để mang lại cuộc sống an vui cho chính mình và người thân. Quay trở lại với câu chuyện của anh thanh niên, mặc dù đã có những hành động không đúng khi đánh thầy Minh Tuệ, nhưng điều đáng quý ở đây chính là sự sớm nhận ra lỗi lầm và hối cải của anh. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng bị lầm lạc bởi sự nóng giận, bồng bột hoặc những xúc cảm tiêu cực nhất thời. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở chỗ chúng ta phạm phải sai lầm, mà là việc nhận ra sai lầm và quyết tâm sửa chữa nó. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, tức khả năng giác ngộ, và bất kể ai, khi quay đầu về giới thiện lương và tu dưỡng, đều có thể đạt được sự giải thoát khỏi khổ đau. Lòng từ bi của Phật giáo không phân biệt, luôn mở rộng để đón nhận mọi người, kể cả những người đã từng đi sai đường. Ngày 29 tháng 9, thầy Minh Tuệ đi khất thực, tình hình an ninh nghiêm ngặt hơn, nhiều bà con rơi nước mắt. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay, chương trình xin tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất về buổi khất thực sáng nay của thầy Minh Tuệ. Những khoảnh khắc bình dị nhưng ý nghĩa trong hành trình quen thuộc của thầy tiếp tục mang lại nhiều xúc động cho bà con. Vào khoảng hơn 5 giờ sáng, thầy Minh Tuệ đã bắt đầu xuống núi, đi cùng với vài anh hỗ trợ. Không khí hôm nay có phần nghiêm mật và khắt khe hơn một xíu. Những ngày vừa qua, nhiều thành phần đã cố gắng trà trộn và len lỏi vào con đường thầy đi, thậm chí mang theo những cuốn sách lạ, có bìa đen, không rõ nội dung. Ngoài ra, còn có người tặng thầy những bài thơ và bài hát vô lý và vô nghĩa. Điều này đã khiến các anh hỗ trợ phải cảnh giác hơn, vì không ai biết rõ những món quà này có mục đích gì. Thầy Minh Tuệ lại tiếp tục chọn con đường nghĩa địa quen thuộc. Thầy dừng trước một ngôi nhà. Khi thầy đến gần, người bà lớn tuổi, tầm khoảng 60, liền cất tiếng gọi, "Thầy ơi!" Bà đang đứng cùng với người cháu trai khoảng 13 tuổi. Người cháu trên tay cầm một chai sữa đậu nành, còn người bà thì cầm một bọc nhỏ. Khi thầy Minh Tuệ tiến đến gần, người bà liền cung kính đưa bọc thức ăn ấy cho thầy. Đầu tiên là một hộp cơm trắng, tiếp theo là đọt non luộc và một phần tương đậu kho. Sau đó, người cháu trai cũng kính cẩn đưa cho thầy một chai sữa đậu nành. Người bà, với lòng kính trọng, liền bảo cháu quỳ lại thầy đi con. Cậu bé ngoan ngoãn làm theo và lạy thầy nhiều lần. Thầy Minh Tuệ mỉm cười hiền từ, bảo cháu đứng lên và niệm A-di-đà Phật, chúc phúc cho hai bà cháu rồi tiếp tục hành trình khất thực. Đến một gia đình khác, thầy nghe tiếng gọi vọng ra từ trong nhà, "Thầy ơi, thầy ơi!" Đó là một cô gái trẻ, tầm 18 đến 19 tuổi. Cô liền hô hào cả gia đình mình ra gặp thầy. Ngay sau đó, bố mẹ cô cũng chạy ra. Bố mẹ của cô gái, tầm khoảng 40 mấy tuổi, vội vàng bảo thầy Minh Tuệ đợi một chút, trong lòng rất vui mừng khi thấy thầy ghé qua. Người bố nhanh chóng chạy ra sau giường, leo lên một cây dừa và hái một trái dừa tươi, rồi bẻ thêm một quả đu đủ chín đỏ. Ông cẩn thận mang cả hai món quà này ra trước nhà, trao tận tay thầy Minh Tuệ. Trái đu đủ đã chín mọng, và ông cũng chặt trái dừa, lấy nước dừa tươi đổ vào một cái bọc trắng rồi kính cẩn dâng lên thầy. Sau khi trao quà, gia đình trò chuyện với thầy một lúc, thì cô gái trong nhà vội vã chạy ra với một hộp cơm trắng, bên trong là các món ăn chay giản dị. Cô cẩn thận chuẩn bị thêm những lát dưa leo, dưa muối và kèm theo một bọc nước tương nhỏ. Cô gái kính cẩn trao hộp cơm cho thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ vui vẻ nhận lấy, không quên chúc phúc cho cả gia đình. Dù gia đình rất mong muốn giữ thầy ở lại lâu hơn, nhưng thầy vẫn phải tiếp tục hành trình khất thực của mình. Gia đình không nỡ xa thầy, và cũng nhắn nhủ thầy rằng mỗi khi đi ngang qua đây, họ sẽ luôn sẵn sàng cúng dường cho thầy. Thầy Minh Tuệ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi niệm A-di-đà Phật một cách từ tốn. Lúc đó, khi thấy đồ ăn thức uống đã đủ đầy, thầy bắt đầu chuẩn bị rời đi tiếp tục hành trình khất thực của mình. Vừa chuẩn bị khởi hành, một tốp người, gồm những cô bác đã biết đến thầy từ hôm trước, chạy lại. Trong nhóm này, có khoảng 7 đến 8 người, vì đã cúng dường thầy từ hôm qua,
nên sáng nay họ vẫn xếp hàng một cách trang nghiêm, từng người một lần lượt dâng lên những món ăn. Anh Đen thấy vậy, liền nhanh chóng lấy ra một cái bọc lớn để dễ thu xếp. Anh Đen luôn mang theo một bọc lớn để tiện cho việc cúng dường. Sau khi giúp thầy sắp xếp thức ăn, anh Đen còn nói, để con làm cho, thầy đừng lo. Những ngày gần đây, khi thầy Minh Tuệ xuất hiện, một điều rất đặc biệt xảy ra mà không phải ai cũng hiểu. Một số cô bác khi gặp thầy thì hân hoan, vui mừng không kể xiết, nhưng ngược lại, có những người không thể kìm được nước mắt, khóc nghẹn ngào. Sự xúc động này khiến nhiều người thắc mắc, nhưng có lẽ đó là do lòng kính trọng và yêu mến thầy quá sâu đậm. Những giọt nước mắt ấy không phải vì đau buồn, mà là vì niềm hạnh phúc dâng trào khi được diện kiến và gần gũi thầy. Có những cô bác khác, khi được tận tay cúng dường cho thầy Minh Tuệ, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, như thể đã hoàn thành một việc rất thiêng liêng. Thời điểm này, rất nhiều người mong muốn được cúng dường cho thầy, vì thầy Minh Tuệ không chỉ là một vị tu hành chân chính, mà đối với nhiều người, thầy còn được xem như một vị Phật sống. Chính vì vậy, niềm mong ước được dâng lên thầy một chút lễ vật trở thành niềm hạnh phúc lớn lao. Họ hy vọng rằng việc cúng dường cho thầy sẽ mang lại phước báo lớn, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình. Nhưng trong quá trình đó, có lẽ vô tình đã gây ra những áp lực không đáng có cho thầy. Những hành động ấy, mặc dù xuất phát từ tấm lòng tốt đẹp, nhưng lại gián tiếp tạo ra sự khó khăn, khiến thầy phải rời đến Nha Trang. Vì vậy, có lẽ đây là một bài học quý giá để cô bác có thể rút kinh nghiệm, tránh lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai. Nếu thầy Minh Tuệ có xuất hiện lần nữa, hy vọng mọi người sẽ không gây thêm áp lực cho thầy. Khác với vẻ mặt buồn bã của thầy vào ngày hôm qua, hôm nay thầy trông rất tươi cười, mang lại niềm vui lớn cho những người có cơ hội gặp thầy. Nhiều cô bác đã lo lắng khi thấy thầy mang nặng tâm tư, nhưng giờ đây, khi chứng kiến thầy tươi tắn hơn, họ cũng cảm thấy yên tâm và an lòng. Sáng nay, khi thầy Minh Tuệ xuất hiện, nhiều cô bác không giấu nổi sự xúc động, đến mức tay chân run rẩy, bủn rủn khi tiến gần thầy. Một vài người trong số họ đã cố gắng tiến lại gần để chạm vào thầy, nhưng đã được các anh bảo vệ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng không nên làm như vậy. Nói chung, mọi người đều có chung một cảm xúc, khi nghe tin thầy Minh Tuệ vui vẻ, thì lòng ai nấy cũng cảm thấy hân hoan. Nhưng ngược lại, khi thầy có vẻ buồn, mọi người cũng không tránh khỏi lo lắng và buồn theo. Nếu không gặp được thầy thì thôi, nhưng nếu có cơ hội chứng kiến thầy đi khất thực với tâm trạng nặng nề, trong lòng ai cũng đặt ra câu hỏi, tại sao hôm nay thầy buồn? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, làm mọi người không khỏi suy tư. Chính vì thế, khi thấy thầy Minh Tuệ từ từ đi lên ngọn núi, không ít cô bác vẫn nán lại đứng nhìn, không vội quay về. Họ chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng thầy, dẫu không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy chiếc y phấn tảo dần dần khuất xa, rồi biến mất hẳn. Thầy Minh Đạo cho rằng, với đạo hạnh cao thầy Minh Tuệ có thể có xá lợi. Ba, con thì không có xá lợi đâu. Tại vì có một người nào đó nói là quốc bảo thì của sư Minh Tuệ là quốc bảo, sư Minh Tuệ là quốc bảo mà đúng. Nhà con thì không có quốc bảo đâu, con ăn ké sư Minh Tuệ chút phước lành thôi. Nhà con không có xá lợi đâu, vì xá lợi phải tu nhiều đời nhiều kiếp và phải thiền định và đắc định có tệ thì mới có xá lợi. Còn con thì cái phàm phu cũng còn nhiều. Nói vậy chứ con chút xíu là con chạy lăng xăng làm những thứ bình thường nên con có xá lợi. Nhưng mà không bao giờ có xá lợi ở nơi con phải 100 kiếp sau. Và sư Minh Tuệ có Phật có. Sư Minh Tuệ đến nỗi mà nước ngọt không uống, ăn chỉ một bữa thì định suốt ngày đêm thì chắc chắn có xá lợi. Bởi xá lợi là tinh trùng phổ của mình, nhưng mà không có động tâm về ái dục. Rồi sau đó nó còn tồn tại trong xưa, nhưng mà nó không hề có một cái, ví dụ như con nhìn cái đó con thích, nhìn cái kia con thích thì không bao giờ có. Còn sư Minh Tuệ là hầu như không còn thích cái gì. Con là ngày mai con dụ mẹ con, con cùng nghĩ nó muốn gì nó muốn gì. Còn sư Minh Tuệ là cả nhà của mình đó, người thân của mình đó. Và sư có nhớ, sư cũng cho phép mình nhớ, sư đã cắt được lưới tán, sư đã nhìn ra được là thế giới này của mình. Bà con của mình khắp muôn nơi, cha mẹ của mình khắp muôn nơi, sư không trụ ở nơi kiếp hiện tại, mà sư đã hòa hết tất cả, gọi là hòa văn đồng trần. Thì cái thế giới đó là thuộc về trên đỉnh cao của sự giác ngộ, thì sư có xá lợi có thể. Xá lợi xuất hiện sau khi quả tán của các bậc cao tăng, Phật hay những người tu hành đắc đạo. Đây không chỉ là di vật vật chất mà còn là biểu tượng của công đức, trí tuệ và sự tu tập đạt đến giải thoát. Nó mang tính tâm linh rất cao, vì trong Phật giáo, xá lợi được coi là dấu hiệu cho thấy người tu hành đã đạt tới cảnh giới cao của giác ngộ. Xá lợi thân
là những hạt tinh thể nhỏ xuất hiện trong tro cốt sau khi hỏa táng. Xá lợi tóc, xương, một số trường hợp các di vật này không tan rã sau khi hỏa táng. Xá lợi Phật được xem là thiêng liêng nhất, thường được lưu giữ trong các tháp thờ Phật hoặc chùa lớn. Xá lợi thường gắn liền với việc tu tập nghiêm mật, giữ giới luật hoàn hảo, thực hành thiền định sâu sắc và từ bỏ hoàn toàn dục vọng. Sự xuất hiện của xá lợi thể hiện sự thành tựu trong tu tập. Đối với Phật tử, việc chiêm bái xá lợi giúp họ kết nối với từ bi và trí tuệ của người đã đắc đạo, đồng thời được coi là một hành động giúp tăng phước lành. Trong một buổi trò chuyện thân tình trên một kênh YouTube, thầy Minh Đạo đã chân thành chia sẻ những suy nghĩ về người đồng đạo mà thầy hết lòng kính trọng, thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Đạo bày tỏ sự ngưỡng mộ trước đạo hạnh cao vời và sự tu tập nghiêm mật của thầy Minh Tuệ, đồng thời nhận định rằng với công phu tu tập như vậy, thầy Minh Tuệ có thể sẽ để lại xá lợi quý giá sau khi viên tịch. Chương trình xin trích dẫn lại lời của thầy Minh Đạo: do đó, bổn phận của con bây giờ trước tiên là ủng hộ. Dùng từ bảo vệ thì không chính xác, nhưng ủng hộ có thể đúng hơn. Con ủng hộ sư Minh Tuệ vì cảm nhận của con rằng sư là một bậc chân sư. Con lo sợ sư một mình cô đơn giữa dòng đời, nên con cố gắng ủng hộ sư. Nhưng khi đã quyết định ủng hộ, con phải chấp nhận những biến cố trong cuộc đời tu tập của con một cách bình thản. Điều thứ hai là con không được phép mang hận thù đối với bất kỳ ai hay bất cứ điều gì liên quan đến những chuyện xảy ra, liên quan đến chùa chiền hoặc các em. Con luôn nghĩ rằng đó là những thử thách mà cuộc đời đưa ra. Con có nghe một câu nói rằng, đối với một số người, hoàn cảnh khó khăn là địa ngục, nhưng đối với người có đức hạnh và nghị lực, nó lại là nấc thang lên thiên đường. Và con cũng từng nghe rằng, nếu một người có đức hạnh và phước báo, dù có thả họ xuống biển, họ cũng sẽ ngoi lên, như cách con cá mập vẫn sống sót. Con không bao giờ thấy mình khổ, dù gian nan cỡ nào, con luôn coi đó là những bài học quý giá giúp mình hiểu hơn về cuộc đời. Niết bàn cũng có hai loại, hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Hữu dư y là những gì con có thể cảm nhận trong đời sống hiện tại, khi tay mình chạm, chân mình bước, mắt mình thấy và tâm mình cảm nhận được sự bình an, yên ả và hoan hỷ. Đó là hữu dư y, là hạt giống sinh ra cái vô dư y khi mình nhập diệt. Cái vô dư này tồn tại mãi mãi trong thế giới này, như cách chúng ta vẫn tôn kính Đức Phật dù Ngài đã nhập Niết Bàn hơn 2.600 năm trước. Vô dư tồn tại trường tồn, nhưng phải dựa trên hữu dư. Nếu bây giờ con còn sân si, phiền não, thì không thể có được hữu dư, và con sẽ không đạt tới vô dư. Cho nên, việc đi tu theo Đức Phật không chỉ là để học trí thức, mà còn để phát triển trí tuệ sâu sắc hơn. Về phần con không có dự định đi khất thực như sư Minh Tuệ đâu, đừng hỏi con về điều đó. Con chỉ đơn giản là đi chu du, nghĩa là đi đây đi đó, ghé thăm bạn bè và biết hết mọi nơi đẹp đẽ của đất nước Việt Nam. Sau đó, về nhập Niết Bàn là được rồi. Con thì không có xá lợi đâu, bởi vì để có xá lợi, người ta phải trải qua nhiều kiếp tu hành, thiền định sâu sắc và đạt được trí tuệ vượt bậc. Con vẫn còn là một phàm phu, vẫn còn nhiều dính mắc và lăng tăng trong những việc nhỏ nhặt của cuộc sống, nên không thể có xá lợi. Tuy nhiên, có một người từng nói rằng sư Minh Tuệ chính là quốc bảo, và con hoàn toàn đồng ý với điều đó. Sư Minh Tuệ thực sự là một viên ngọc quý của đất nước, một người tu hành với phẩm hạnh cao cả, có khả năng truyền cảm hứng và soi sáng tâm hồn của biết bao người. Những ai từng gặp gỡ hay nghe về sư đều cảm nhận được sự tinh tấn và thanh tịnh trong từng hành động, lời nói của thầy. Thầy không chỉ là niềm tự hào của Phật tử, mà còn là tấm gương sáng cho những người đang tìm kiếm con đường giải thoát. Quốc bảo ấy không phải chỉ là một danh hiệu được gán ghép, mà là sự công nhận từ những trái tim biết kính trọng và ngưỡng mộ thầy. Thực sự, thầy Minh Tuệ xứng đáng được tôn vinh là quốc bảo, bởi sự hiện diện của thầy là ánh sáng soi đường cho nhiều người giữa cuộc đời đầy biến động này. Con thì không có phước báo lớn lao gì đâu, chỉ là may mắn được ăn ké chút phước lành từ sư Minh Tuệ thôi. Con không có xá lợi, vì để có được xá lợi, người ta phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp tu hành, thiền định đến mức đạt đắc định và giác ngộ trí tuệ. Chỉ khi đạt đến cảnh giới ấy, xá lợi mới xuất hiện. Còn con thì vẫn là một phàm phu,
còn nhiều vướng bận và lăng tăng trong những chuyện thường nhật, nên chẳng thể nào có được xá lợi. Thậm chí có lẽ phải tu thêm 100 kiếp sau mới có thể nghĩ đến việc đó. Nhưng với sư Minh Tuệ thì khác, sư Minh Tuệ có thể có xá lợi. Bởi vì thầy đã đạt đến một mức độ tu hành vô cùng khổ hạnh, nước ngọt cũng không uống, chỉ ăn một bữa mỗi ngày, thiền định suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Xá lợi chính là tinh túy, là sự kết tinh của cơ thể và trí tuệ, nhưng chỉ khi tâm không còn dính mắc vào ái dục hay bất kỳ ham muốn nào, nó mới hình thành và tồn tại. Còn con, dù nhìn thấy một điều gì đó, con vẫn còn thích, vẫn còn cảm thấy lôi cuốn, thì làm sao có xá lợi được? Còn sư Minh Tuệ, thầy hầu như không còn vướng mắc hay thích thú với bất cứ thứ gì trong cuộc đời này. Ngày mai là đám giỗ mẹ con còn phải suy nghĩ lo lắng đủ thứ, nghĩ xem mình cần làm gì, cần chuẩn bị những gì. Còn sư Minh Tuệ thì khác, sư không còn nhớ gì đến gia đình, người thân cũng không nhớ. Và ngay cả khi có những lúc sư nhớ, sư cũng tự răn mình, không cho phép bản thân đắm chìm vào những cảm xúc ấy. Sư đã vượt qua được sự vướng bận của tình ái. Sư đã thấu suốt rằng thế giới này, tất cả mọi nơi đều là của mình. Bà con khắp chốn đều là người thân, cha mẹ ở khắp mọi nơi. Sư không còn gắn bó với kiếp hiện tại, mà đã hòa mình vào vạn vật, gọi là hòa quang đồng trần. Cái thế giới mà sư đang sống thuộc về cảnh giới cao nhất của sự giác ngộ, và sư có thể có xá lợi. Sau khi con quyết tâm giữ giới, nhìn thấy sư Minh Tuệ ngồi ở nơi nghĩa địa, đi khất thực giữa đời thường, tự nhiên con cảm thấy mình hèn quá. Con là thượng tọa mà lại cảm thấy mình tồi tàn, bởi vì trong thế giới tâm linh, con giống như đang cưỡi ngựa xem qua, bị pháp mà không thực sự buông xả. Thật sự, con thẹn đến tận sâu sắc, và kỳ lạ thay, tự nhiên con ăn ngọt được. Con ăn một cách ngọt ngào mà không hiểu là do sự hữu niệm của sư Minh Tuệ hay của mười phương chư Phật, con không dám khẳng định. Nhưng rõ ràng là con đã ăn được, và từ đó, đường huyết của con cứ bình ổn, chỉ dao động trong khoảng 110 đến 110, không có tăng lên. Con biết chia sẻ điều này có thể nhiều người không tin, nhưng thật sự thì buổi trưa con chỉ uống thêm chút thuốc tây với một ly khổ qua đắng, rất đơn giản. Nhưng từ đó, con có được niềm vui, con cảm thấy an tâm lắm. Chiều và sáng con không ăn nữa, và nếu ai muốn thực hành theo, thì việc này không khó, nhưng nếu làm không được, có lẽ là do duyên chưa đủ. Nhưng nhiều khi các em khóc quá, con bị sốc và bị tuột đường. Hoặc có khi ai đó chỉ trích nặng lời, chẳng hạn như có người nói con lợi dụng sư Minh Tuệ để nổi tiếng, rồi còn bảo con kiếm tiền của bá tánh, thậm chí bảo con đi mua đất, mua đai, không biết con sử dụng vào việc gì, thậm chí còn nói con có cả hàng trăm tỷ. Nghe như vậy, tuy chỉ là lời nói nhưng cũng làm con đau lòng chút ít. Thật sự, cũng như gió bụi tạt vào nhà mình vậy, nó phải làm dơ bẩn đôi chút. Con bị tuột đường chỉ vì có một chút động tâm, nhưng sau đó chỉ cần ăn viên kẹo hay chút đồ ăn là ổn lại ngay. Còn khi con có kháng pháp, nghĩa là con giữ được sự bình tĩnh, bình thản, con có tuệ giác sáng tỏ thì những cơn bão như mây thoáng qua, chẳng hề động lại gì. Lúc đó, con thấy mọi thứ thật ổn. Từ khi con nhập thất đến nay, chắc cũng gần 6 tháng rồi, con đã giảm được 10kg, con vui lắm. Giờ đây, nhìn lại gương mặt gầy đi của mình, con thấy mừng lắm. Con nói rồi, nếu con có thể ăn uống mà sống thêm được vài năm nữa, thì sau này dung y của con cũng sẽ giống Hòa Thượng Giác Khang. Thật ra, trong Kinh Pháp Cú có nói rằng dù sống 100 năm mà không ngộ Pháp thì cũng không bằng sống một ngày mà liễu ngộ được chân diệu Pháp. Câu nói ấy đủ để con yên trí và giữ gìn giới luật của nhà Phật. Thật ra, cái chết không có gì đáng sợ cả. Điều đáng sợ chính là sống mà không làm được điều gì có ý nghĩa. Cái chết không đáng sợ, nhưng sống vô nghĩa, không có mục đích, sống mà lời nói không có ý nghĩa, cách sống không ý nghĩa, tư chất không ý nghĩa thì mới đáng lo. Nếu trong tâm hồn không có tình thương bao la, mà chỉ có sự chật hẹp, ích kỷ, nhỏ mọn, thì thế giới tâm linh thật sự của chúng ta sẽ trở nên hỗn độn, phức tạp. Đó mới là điều chúng ta cần lo lắng. Khi một người bước chân xuất gia là đã bước lên một phương trời cao rộng, như lời dạy, phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục,
Thiệu Long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dục báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Đây là lời Tổ Quy Sơn dạy, và Ngài Linh Hữu cũng đã truyền lại. Mặc dù con không thuộc hết, nhưng mỗi lần nghe, con cảm thấy như mình đang bay trên bầu trời cao rộng, không còn vướng bận. Nếu sư Minh Tuệ có thể bay đến nơi Đức Phật, thì con cũng sẽ ráng cố gắng, mong thoát khỏi cái thân phàm này một chút, để không bị lạc lối. Điều con lo nhất là khi đến thời kỳ gặp Đức Phật, mà mình lại không có cơ hội gặp được Ngài. Đôi khi, trong 10 phần, đã có 7 phần chết, còn 3 phần, nhưng trong đó chết thêm 2 phần nữa, chỉ còn 1 phần mới được gặp Phật. Lúc đó, mình đã trôi dạt nơi đâu rồi? Ngài Minh Tuệ có những điềm báo qua giấc mộng, Ngài nằm mộng và thấy nhiều ứng nghiệm. Ngài còn thấy một cảnh tượng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Ngài thấy rằng có thể 1.000, 2.000 hay 300 năm sau, các Phật tử sẽ đi trên chiếc cầu với áo dài trang nghiêm, đàn ông đóng thùng, phụ nữ mặc áo dài thanh tú. Nhưng các tôn đức tăng ni thì lại lội dưới cầu, đi trong bùn lầy, dơ giấy và đầy thương tích. Đức Thế Tôn giải thích rằng sau khi Ngài nhập diệt, chư tôn đức tăng ni thế hệ sau này nếu không nắm được giáo pháp, mà chỉ lợi dụng tam bảo, tìm kiếm lợi dưỡng thay vì tu hành chân chính, thì coi như đã phạm trai, phá giới. Họ không giữ được chính mình, để cho sân si, phiền não lấn át, và kết quả là họ sẽ bị đọa lạc. Trong khi đó, các Phật tử thì tinh tấn, siêng năng lắm. Họ làm ra được bao nhiêu tiền của thì đem cúng dường, dù ở nhà họ chỉ là những mái lá lụp xụp. Có khi nhà cửa còn sơ sài, nhưng họ lại sẵn lòng đem vàng đắp lên tượng Phật, lên tường chùa. Như ở Miến Điện, có những ngôi chùa mà cả tường đều được lợp vàng, nhưng nhà cửa của họ thì vẫn đơn sơ. Họ tin tưởng vào chân quả, vào phước đức và vào Đức Phật. Nhờ cái tâm trong sáng đó mà khi họ ra đi, tâm họ nhẹ nhàng và họ bay thẳng lên cao. Còn những ai bám víu vào những vật chất bên ngoài, như những bức tường lợp vàng mà họ cố giữ chặt, lo sợ mất mát, sợ trầy xước, thì càng giữ chặt, họ càng chìm xuống. Cái nặng nề trong tâm hồn chính là gánh nặng dẫn họ xuống dạ. Chùa to, Phật lớn đôi khi mang theo nguy hiểm lớn trong thế giới tâm linh. Điều đáng quý là phải có cái tâm như sư Tuệ, sống đơn giản, chỉ với một bát cơm mỗi ngày. Nhà tổ từng nói, thân chơi mu, nhậm xa ta, khất sĩ bốn chân trời, giả bước phải không? Một bát không ngồi ra, chẳng bán mờ trần trong tâm. Sư Tuệ là người xuất gia không màng danh lợi, chỉ với tam y, nhất bát, sống giản dị, không vướng bận vật chất. Khi truyền y bát ngày thọ giới, đó là truyền đi tinh thần tu hành chứ không phải truyền chức tước hay địa vị. Tuyển Phật trường, nơi tu hành, là tuyển chọn người có tâm nguyện làm Phật, chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng, địa vị. Chiếc áo không làm nên nhà sư, và nếu ai muốn tìm danh vọng, quyền lực, thì tốt nhất hãy bước ra xã hội để tìm kiếm. Trong xã hội, người ta có thể cần quyền lực và tiền tài, nhưng trong đạo, người ta lạy một nhà sư không phải vì bằng cấp hay ngôi chùa lớn, mà vì nhà sư ấy biết buông xả, từ bỏ hết mọi vướng bận,